Phân tích và đánh giá dự án căn hộ The Previa Khang Điền trên đường An Dương Vương, quận Bình Tân về các ưu điểm, lợi thế vị trí, mặt bằng, thiết kế, layout căn hộ, giá bán, thị trường. Uy tín chủ đầu tư, đánh giá The Previa về vị trí. Khu căn hộ The Previa tọa lạc tại vị trí khá đắc địa. Sau lưng bến xe miền Tây, kết nối thuận tiện với trung tâm thông qua trục đường Kinh Dương Vương và Võ Văn Kiệt. Từ khu căn hộ The Previa, cư dân dễ dàng kết nối thuận tiện đến Ion Bình Tân, đến công viên Phú Lâm và đến chợ An Đông 7,7 km, cách bệnh viện Gia An 3,7 km, cách cầu An là khoảng 5,7 km, di chuyển đến chợ Bến Thành 12 km cũng như các khu vực trung tâm. Tổng thể dự án The Previa có diện tích 1.85 ha, tổng cộng 1.045 căn hộ bao gồm từ tầng 4 đến tầng 23. Được chia thành 3 block căn hộ ký hiệu Block A, Block B và Block C. Dự án The Previa không xây hầm, tầng 1 và 3 kết hợp shop house và để xe, tầng 4 là tầng tiện ích, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, khu vực đọc sách, cà phê. BBQ, mặt bằng tầng căn hộ The Previa Block A thiết kế hình chữ L, có 18 căn trên một sàn, 4 thang và một thang hàng. Căn hộ bắt đầu từ tầng 4, một sàn gồm 2 căn studio, 3 căn một phòng ngủ cộng, 4 căn 3 phòng ngủ. Mặt bằng tầng căn hộ The Previa Block B thiết kế chữ Y, có 17 căn, sàn 4 thang cộng một thang hàng. Căn hộ bắt đầu từ tầng 5, một sàn gồm 7 căn một phòng ngủ cộng, 2 căn 3 phòng ngủ, 8 căn 2 phòng ngủ cộng. Mặt bằng tầng căn hộ The Previa Block C thiết kế hình chữ L, có 18 căn, sàn 4 thang cộng một thang hàng. Một sàn có 5 căn một phòng ngủ cộng, 2 căn 3 phòng ngủ, 11 căn 2 phòng ngủ cộng. Hành lang rộng 1.6m. Nhìn chung tổng thể thiết kế bên ngoài The Previa theo đánh giá khá giống với các căn hộ trước của Khang Điền như Safira, Jamila và Lovera Vista. Đánh giá The Previa có một số thay đổi chính ở phần tiện ích và vật liệu bàn giao dự kiến sẽ cao cấp hơn những dự án trước. Đánh giá The Previa về thiết kế layout, từng căn hộ có nhiều thay đổi so với các dự án căn hộ trước đó của Khang Điền. Có thêm căn hộ studio, căn hộ nhỏ không có ngăn phòng ngủ và phòng khách. Tất cả các căn 2 phòng ngủ đều được thiết kế thêm phòng đa năng thành 2 phòng ngủ cộng. Diện tích sử dụng bên trong layout các căn 1 phòng ngủ cộng và 2 phòng ngủ cộng đều không có sân phơi riêng. Ban công được thiết kế thêm lam che để phơi đồ. Chỉ có các căn 2 phòng ngủ cộng và 3 phòng ngủ ở góc mới có thiết kế thêm phòng giặt phơi. Đánh giá The Previa về layout thiết kế, đây vừa là điểm cộng vừa là điểm trừ của dự án. Hành lang căn hộ The Previa rộng 1,6m, 17 đến 18 căn hộ trên 4 thang người, một thang hàng cho tổng cộng 5 thang. Tính ra hơn 64 hộ cho một thang máy trong một block. Về pháp lý và uy tín chủ đầu tư, dự án The Previa trước đây thuộc quy hoạch khu dân cư Lý Chiêu Hoàng, phường An Lạc, quận Bình Tân, do công ty BCCI làm chủ đầu tư, nay là công ty Khang Phúc. Hiện dự án thuộc về công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Minh An, được thành lập vào ngày 17 tháng 4 năm 2017, do ông Đặng Công Tâm làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Minh An là thành viên thuộc công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền. Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2022, chủ đầu tư Khang Điền chính thức làm lễ khởi công dự án khu căn hộ The Previa cùng tổng thầu An Phong, đơn vị triển khai thi công xây dựng là An Phong. Giấy phép xây dựng số 34, giấy phép xây dựng do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Sở Xây dựng cấp ngày 28 tháng 6 năm 2022. Như vậy dự án đã hoàn thiện về pháp lý, đơn vị phát triển là Khang Điền đã được chứng minh về sự uy tín với các sản phẩm đã phát triển trước đó, đều có tính pháp lý vững chắc, hoàn thành thủ tục xây hoàn thành xong mới mở bán. Tiềm năng thị trường bất động sản Bình Tân. Quận Bình Tân là một trong số các quận có nhiều lợi thế và tiềm năng bất động sản cao, mang đến tỷ suất sinh lời cao cho các nhà đầu tư. Những tiềm năng bất động sản quận Bình Tân cũng đang ngày càng chứng tỏ được sức hút của mình. Bình Tân cũng vùng có tốc độ tăng trưởng và đô thị hóa nhanh chóng của thành phố Hồ Chí Minh. Là nơi cửa ngõ giao thương quan trọng nhằm kết nối các quận huyện trung tâm thành phố. Theo các chuyên gia đánh giá, The Previa cũng là khu căn hộ cao cấp hiếm hoi được phát triển tại khu Tây Sài Gòn. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ phòng kinh doanh dự án 0909 910 884 để được tư vấn chi tiết. Thông tin bất động sản Alo căn hộ SG phân phối dự án này.